Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Video ngày hôm nay, Nga sẽ chia sẻ cho bạn một giải pháp làm thế nào để chúng ta điều trị được căn bệnh thiếu máu não một cách an toàn và hiệu quả. Vâng, như các bạn cũng biết, với cuộc sống hiện tại ngày nay với những áp lực và công việc sẽ khiến cho ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của não bộ. Khi chúng ta làm việc liên tục trong thời gian dài, căng thẳng, bộ não sẽ rất dễ trở nên quá tải và gây ra những triệu chứng như suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung hay thường xuyên đau đầu. Thậm chí còn có thể gây đến những cái bệnh lý về não như rối loạn tiền đình hay thiếu máu não. Và thiếu máu não là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó là cái nguyên nhân trực tiếp gây lên đột quỵ, tai biến mạch máu não và đây là căn bệnh gây tử vong thứ ba thế giới chỉ sau ung thư và tim mạch. Vậy làm thế nào để điều trị được căn bệnh thiếu máu não? Thì ngoài việc mỗi chúng ta cần phải có một cái lối sống lành mạnh, tích cực, chế độ ăn uống đầy đủ, cân bằng, hợp lý, thì ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ với bạn một giải pháp mà rất nhiều người thời gian vừa qua đã sử dụng để điều trị cho mình căn bệnh thiếu máu não. Đó là sản phẩm viên bổ não Samsung Gyeok Hyewon. Đây là sản phẩm của chúng ta. Với cái sản phẩm viên bổ não Samsung Gyeok Hyewon với những thành phần được chiết xuất từ những thảo dược rất quý như rễ cắt cánh, linh dương giác, ngưu hoàng, phòng phong sẽ giúp cho tinh thần của bạn thư giãn, tỉnh táo và điều trị được triệt để những nguyên nhân gây nên căn bệnh thiếu máu não như thường xuyên đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, dễ mất thăng bằng, giảm thị lực hay tê bì nhức mỏi chân tay. Đây là một trong những sản phẩm rất tốt của hãng Samsung và nó không những chỉ có thể điều trị được căn bệnh thiếu máu não cho bạn mà nó còn có thể giúp cho những người bị tai biến mạch máu não do nguyên nhân tắc mạch máu có thể hồi phục được chức năng sau tai biến như liệt nửa người hay rối loạn chức năng ngôn ngữ. Đó chính là lý do vì sao viên bổ não Samsung Gyeok Hyewon được rất nhiều người thời gian vừa qua tin dùng để điều trị cho mình căn bệnh thiếu máu não và hồi phục chức năng sau tai biến. Vâng, vậy là Nga vừa có chia sẻ cho bạn một cái giải pháp rất là hữu ích và tuyệt vời để cho bạn có thể có được thêm những cái lựa chọn điều trị cho mình căn bệnh thiếu máu não, đúng không ạ? Và với koreashop 24 giờ, chúng tôi tiêu chí chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn mang đến cho bạn những dòng sản phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho bạn, cho người thân trong gia đình bạn để bạn có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Và với cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng sản phẩm hay bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn phát hiện ra hàng của koreashop là hàng kém chất lượng. Và trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng bạn để giúp bạn có được kết quả tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này, bạn hãy kéo xuống phần mô tả dưới video này và truy cập trực tiếp vào đường link Nga để sẵn ở đó, chat với chúng tôi qua phần chat online để có thể đặt hàng và tự chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho bạn về sản phẩm. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại hotline 0979149256, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.